Vâng, bây giờ là Quyền Vương. Quyền Vương tập chơi Quyền Vương mùa 24. Đây là một võ sĩ Quyền Anh, Quyền Thái mùi. Natalia nấp bụng. Natania đấu với nhau, xanh còn nhiều màu máu hơn. Hai thắng, chết xanh rồi, mày quá còn phải máu.
chiêu của về hồi máu rồi. Cái này hai người đứng đây đây. Vừa rồi là một màn đổi mạng thôi các bạn ạ. Đúng rồi, hay quá. Murata quá, anh giật ra ta rồi sao còn Murata này, anh giật Murata. Quân mình đi đâu hết ta? Murata bị đơ. À, FK bảo sao? Ui giời, chưa việc. Không thành công. Ờ, bên mình là do Murat này chơi thiếu người này. Quay ngược lại, đúng rồi. Your team has destroyed a tower.
rồi. Có à? Ấn Độ làm phép đi. À, vương miện Haya này. Chưa đủ. Tại đường trên thì rồng đang thì đột kích, xong giết nính đi cho rồng vào. Đây là quân mình đang chơi thiếu hơn một người nha các bạn nha. Cần phép. Đúng rồi, hay quá, thằng ra bay kìa. Bay à, mày bay nổi à. Bay, ui giời, nó kìa. Bay nổi à. Ra ta này, phi cho hết. Chết cả. Murad à, thằng nào đây? Không, Murad đâu có chiêu này đã. À. Hãy quay về đi. Hay quá, trụ. Đang trụ rồi. Cố lên, rồi. Yeah, Murad vô gà, ô, tiền sử này. Đi theo à? Hình như là đi theo Natania ấy. Nó bay. Nó gần chết rồi nè. Đúng rồi. Ừ.
thần xuất hiện mà không thắng thì thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, gần. Phá được trụ trên rồi, đúng rồi, hay quá, thôi chạy, thắng, victory luôn.